Zippo Camel Relief Car nha mấy anh. Relief Car 1932 1996. Đây, full box. Full box ha. Box Camel của nó luôn. Đúng đời của nó luôn ha. À, đúng đời của nó, năm của nó ghi trên đây luôn nè. Năm nó ghi trên hộp luôn. Hộp đúng đời của nó luôn nha. Đó, nó kể cả cái vỏ ngoài này vẫn cũng còn luôn ha. Vỏ giấy bên ngoài vẫn còn luôn. Con này là con Relief Car 1932 Camel nha mọi người. Đây. 1932 Relief Car 1932 1996 nha. Zippo Camel Relief Car bản liền ngoài nha. Đó. Vỏ ruột trùng năm nha mấy anh. Tình trạng còn rất là đẹp. Nè, Camel hàng chủ đề, hàng đặc. Camel là hàng đặc nha. Đó, Zippo Camel thì mấy anh biết rồi. Vuông ha. Con này to. Anh nào chưa có rành về Zippo á thì em nói luôn cho mình biết coi con này nó to nha. Nó dài hơn con Zippo bình thường. Bản lề của nó là bản lề ngoài. Đó. Mấy con bản lề ngoài này mấy anh đừng có hỏi tiếng, nó không có tiếng đâu nha. Đó. Cái này nó còn rất là mới này. Để em rút ruột cho mấy anh coi. Con này là con Camel ha. Hộp của nó là hộp kim loại luôn đây nè. Để rút ruột cho mấy anh coi. Đây. Zippo 1932 1996 ha, bảo ruột cùng năm nha. Dùm đích cho mấy anh coi. Đó, anh nào muốn soi, muốn xiết gì đó thì soi đi đó, để lâu để chậm cho mấy anh soi đó. Đó, để lâu để chậm cho mấy anh coi. À, anh nào mà có bạn với em lâu đời trên Zalo Facebook thì mấy anh còn có thể có hình để coi, nhưng mà em úp YouTube đó thì mấy anh trên YouTube không có thấy hình để coi đâu, cho nên là em clip em sẽ để chậm cho mấy anh coi ha. Đó, để mấy anh soi thoải mái nha. Khách em thì lâu năm rồi thì biết hàng em, khỏi cần phải soi, chỉ cần biết sở thích đúng con đó mình thích thì mình lấy thôi. Đúng sở thích của mình thì mình lấy thôi, không cần phải soi gì hết. Tại vì hàng của em thì không có lo. Nhưng mà mấy cái anh lạ quắc lạ quơ vô thì họ hay soi lắm. Cứ để cho họ soi. Đây nha. Rất là đẹp, cái này rất là đẹp. Còn rất là đẹp nè. Cái này mà anh sưu tập chân trong tủ cũng sang mà mấy anh mình chân trong tủ cũng sang mà mấy anh tặng cũng sang ha.